Có một khoảng thời gian, ở hai tỉnh Quý Châu và Quảng Tây, Trung Quốc, từng xảy ra vô số vụ án mạng kinh hoàng khiến người dân vô cùng rúng động. Kẻ sát nhân đã phạm 16 tội ác và sát hại 15 người chỉ trong phạm vi 6 năm. Nạn nhân đều là phụ nữ. Về cơ bản, họ đều bị cưỡng hiếp và giết chết một cách dã man. Thủ đoạn ra tay của hung thủ hết sức tinh vi và đã nhiều lần qua được mắt của lực lượng chức năng. Chuỗi thảm án này vẫn là câu chuyện không có lời giải mãi cho đến khi một cô gái may mắn thoát nạn, tiết lộ về động cơ giết người hàng loạt, hung thủ cho rằng phụ nữ không phải là đồ tốt. Nguyên nhân nào tên sát thủ căm thù phụ nữ đến như vậy? Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để cùng biết được sự thật các bạn nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ An X. Tháng 12 năm 1994, tại thành phố Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, một bà lão lên núi hái rau dại, trong lúc không để ý, đã dẫm phải một xác chết, đang trong tình trạng lõa thể. Hoảng sợ, bà đánh rơi chiếc thúng rồi hớt hải bỏ chạy. Ngay sau đó, bà đã lập tức báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ án. Nạn nhân được xác định là nữ, khoảng 20 tuổi, thi thể nạn nhân lúc phát hiện đang trong tình trạng nằm ngửa trên bãi cỏ, trong tư thế khỏa thân, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Trên cổ có vết xiết, mắt lồi, lưỡi thè ra, nghi ngờ hung thủ đã bóp cổ cô gái cho đến chết. Thi thể đã phân hủy nặng, đám côn trùng đang đua nhau rúc rỉa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dựa trên mức độ phân hủy của thi thể, pháp y nhận định nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian. Điều kỳ lạ là tại hiện trường lại không có dấu hiệu giằng co. Quần áo của nạn nhân cũng được gấp gọn gàng, đặt ngay cạnh. Vì xác chết nằm ngoài trời nên manh mối ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Nhưng may mắn, cảnh sát đã tìm được một ít tinh dịch còn sót lại trong âm đạo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công nghệ DNA vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Thành phố Nghi Châu nhỏ bé, vốn dĩ chưa có điều kiện cho loại kỹ thuật này. Cảnh sát địa phương đã cố gắng điều tra danh tính của nạn nhân, nhưng căn bản là không có kết quả, bởi vì khuôn mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn, thi thể trương phình không rõ hình dạng. Thông báo nhận xác được dán khắp thành phố cũng không có phản hồi. Nhiều ngày trôi qua, thậm chí đến danh tính của nạn nhân còn không xác định được, huống chi là đến việc lần ra hung thủ. Cuối cùng, sau khi chôn cất thi thể, cảnh sát cũng chính thức đóng án vì không thể điều tra gì thêm. Án mạng bí ẩn năm 1994 chưa có lời giải, thì 3 năm sau, một trường hợp tương tự lại xảy ra trên địa bàn. Cách thức ra tay lần này giống hệt vụ án 3 năm trước. Manh mối bị xóa sạch, không có khai báo mất tích nên cảnh sát không tài nào khoanh vùng được nghi phạm. Vụ án lần này dần rơi vào ngõ cụt. Hai cái chết bất thường đã khiến cho người dân nơi đây sống trong nơm nớp lo sợ. Cảnh sát Nghi Châu cũng hết sức đau đầu. Chưa dừng lại ở đó, năm 1998 và 1999, cảnh sát tiếp tục ghi nhận thêm 4 nạn nhân. Lần này, các thi thể được phát hiện ở cả khu vực nội thành. Đáng nói hơn là vào năm 2000, liên tiếp xảy ra 5 vụ giết người cùng kiểu ở thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu. Cảnh sát Nghi Châu đã gửi mẫu tinh dịch từ âm đạo của hai nạn nhân trước đó về Quý Châu để xét nghiệm. Kết quả kiểm tra chấn động, hung thủ gây ra tất cả các vụ án trên là cùng một người. Đô Quân là một thành phố thiên đường với những ngọn núi đẹp, phong cảnh hùng vĩ và các khu dân cư đa sắc tộc. Tuy nhiên, vẻ lãng mạn này phút chốc đã chìm vào quên lãng. Thậm chí, du khách không ai dám đặt chân tới vì sợ phải bỏ mạng ở đây. Chuỗi án mạng không chỉ chấn động Đô Quân và Nghi Châu mà còn gây ra hiệu ứng mạnh mẽ trên cả nước. Tiêu điểm truyền thông tập trung vào hai thành phố này đã tạo ra không ít áp lực cho cảnh sát khu vực. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ án, Cục Cảnh sát đã ban hành công văn khẩn yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát sao quá trình điều tra, tăng cường công tác tuần tra để tránh tối thiểu thiệt hại về người trước khi bắt được hung thủ. Một câu hỏi cảnh sát luôn thắc mắc là vì sao quần áo bỏ lại tại hiện trường chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân. Điều này cho thấy rất có thể hung thủ đã dùng bạo lực để ép nạn nhân tự cởi đồ. Việc phát hiện hàng loạt cái chết tương tự nhau khiến cảnh sát vô cùng bối rối. Thứ nhất, bọn côn đồ để lại rất ít manh mối. Thứ hai, phần lớn người chết bị phát hiện trên đồi cao, vài ngày hoặc vài tháng sau mới tìm thấy. Thi thể đã phân hủy mạnh, thậm chí biến thành một đống xương, phá hủy manh mối. Biết không thể độc lập giải quyết vụ việc,
Cục Cảnh sát hai tỉnh Quý Châu và Quảng Tây đã liên kết thành một tổ chuyên án lên đến hàng chục thành viên. Sau nhiều nghiên cứu, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra điểm bất thường. Một số phụ nữ bị sát hại mang theo bao cao su bên mình. Cảnh sát ban đầu không quá để ý đến điều đó mà cho rằng những người phụ nữ này có quan niệm về tình dục cởi mở hơn. Nhưng các chuyên gia lại không nghĩ vậy. Đô Quân là một địa phương nhỏ, ở đây rất nhiều người dân tộc thiểu số, người dân tương đối giản dị, không quen lối sống xa hoa ở các thành phố lớn. Nếu chỉ có một hoặc hai nạn nhân mang theo bao cao su thì có thể cho là trùng hợp, nhưng hiện tại đa số đều như vậy. Rõ ràng là có mối liên hệ ở đây. Chuyên gia nghi ngờ khả năng nạn nhân là người thuộc đường dây mại dâm nên đã bắt đầu điều tra từ tiệm làm tóc, phòng gội đầu, phòng massage ở thành phố Đô Quân. Quả nhiên, hướng đi này của cảnh sát là đúng đắn. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã nhanh chóng xác định được danh tính của các nạn nhân. Hóa ra, tất cả đều là gái bán dâm, hoạt động chủ yếu trên đường phố vào ban đêm. Điều này cuối cùng đã giải thích tại sao nạn nhân không hề chống cự. Tình huống đặt ra là hung thủ lấy cớ mua dâm, lừa những cô gái này vào vùng đồi núi hoang vắng để thực hiện quan hệ, sau đó ra tay giết chết họ. Bởi vì kiếm tiền, đương nhiên nạn nhân sẽ không phản kháng, thậm chí còn cởi quần áo, gấp lại rồi đặt sang một bên. Các cô gái đa số đều còn rất trẻ, sống một mình nên gia đình cũng không biết nhiều về hoạt động thường ngày của họ. Sau khi mất tích, ngay cả bạn bè làm chung cũng không gọi cảnh sát. Dù sao, bọn họ là làm ăn phi pháp, không thể tự vạch trần bản thân. Tên tội phạm dường như rất danh mãnh, hành động hết sức tinh vi và xử lý hiện trường vô cùng kỹ lưỡng. Nếu như theo suy luận trên thì hung thủ và nạn nhân không hề quen biết nhau. Vậy tại sao sau khi đạt được mục đích tình dục lại còn quay ra giết hại họ? Điều này thật sự gây khó hiểu. Nhiều người tin rằng có lẽ hung thủ ăn bánh nhưng không muốn trả tiền nên đã dẫn đến án mạng kinh hoàng. Tính tới hiện tại, con số 11 người chết khiến ai nấy đều rùng mình. Người dân một mặt khiếp sợ về sự biến chất của tên tội phạm, một mặt khác họ nghi ngờ vào năng lực thực sự của cảnh sát. Trong khi dư luận vẫn không ngừng dậy sóng thì khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2000, cảnh sát nhận được một trình báo lạ. Một phụ nữ quần áo xộc xệch, gương mặt hớt hải chạy đến nói có người muốn giết cô. Theo đó, Tiểu Diễm sau khi bước ra khỏi tiệm mặt trược chuẩn bị đón xe về nhà thì có một người đàn ông lạ mặt tiếp cận. Tiểu Diễm đoán anh ta là một trong số những người chơi mà cô từng gặp trong sòng bài nên không hề có chút cảnh giác. Người đàn ông này hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, mặc đồng phục của nhân viên đường sắt. Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông đề xuất Tiểu Diễm cùng đi chơi xuyên đêm tại một quán mặt trược gần đó. Những người chơi poker ở trình độ kém nhưng nhiều tiền, chỉ cần ít mưu mẹo thì đã có thể thắng mấy chục nghìn tệ trong một đêm. Những lời lẽ này khiến Tiểu Diễm vô cùng thích thú. Liền hỏi phòng mặt trược ở đâu. Người đàn ông nói, nó ở ngay sau ga xe lửa, không xa lắm, đi thôi. Tiểu Diễm cũng không để ý lắm, cùng người đàn ông này rời đi. Đi được một lúc, người đàn ông men theo hướng núi. Tiểu Diễm hỏi, tại sao ở trên núi lại có tiệm mặt trược? Người đàn ông tiếp, nó được mở mấy năm rồi, cô không biết sao? Tiểu Diễm có chút hoài nghi, nhưng nghĩ về số tiền lớn sắp có được, nên cô bất giác đi theo. Lên được nửa đường, nhận ra xung quanh tối đen, Tiểu Diễm sợ hãi. Anh, rốt cuộc là muốn đưa tôi đi đâu? Lúc này, người đàn ông lộ ra vẻ mặt hung ác, cười nói. Haha, người đã bị lừa, nhanh cởi quần áo ra, nếu không sẽ phải chết thảm. Tiểu Diễm sửng sốt nhưng cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Anh ơi, đừng giết em còn trẻ, em còn muốn sống. Người đàn ông lặng thinh, Tiểu Diễm hét to. Nếu anh làm gì tôi thì nhất định tôi sẽ la lên và mọi người sẽ đến đây. Lúc đó anh sẽ không còn đường thoát đâu. Người đàn ông chế nhạo, đừng cố tỏ ra mình ổn. Được thôi, hãy gọi người đến đây đi, sẽ rất hay nếu một lũ các người cùng chôn xác ở nơi này. Nói rồi, người đàn ông lao đến, Tiểu Diễm muốn phản kháng, nhưng cô nhận ra mình không phải là đối thủ của người đàn ông khỏe mạnh này. Vì vậy, cô phải cứu mạng mình trước. Tiểu Diễm không chống cự, mặc sức tên côn đồ hành hạ cơ thể. Sau khi đáp ứng xong cơn thú tính của tên côn đồ, Tiểu Diễm biết mình sắp bị giết, nên lập tức quỳ xuống, van xin và hứa rằng sẽ không kể chuyện này cho ai. Hắn ta nghe những lời này, đột nhiên mềm lòng, không ra tay vội mà châm một điếu thuốc và bắt đầu trò chuyện với cô. Tên côn đồ nói rằng hắn ta rất ghét phụ nữ. Phụ nữ không xứng đáng được tồn tại. Hắn thực sự muốn tiêu diệt hết bọn họ. Người này còn đắc thắng khoe khoang rằng mình đã giết hơn chục người rồi.
Mấy câu nói này khiến Tiểu Diễm vô cùng khiếp đảm. Trong khi giả vờ lắng nghe câu chuyện, cô đưa mắt xung quanh để tìm cơ hội trốn thoát. Tình cờ, chiếc điện thoại di động của tên tội phạm đặt dưới đất reo lên. Hắn đi được vài bước, rồi quay lại, nhìn nó một cách vô thức. Đúng lúc này, Tiểu Diễm nhanh chân trốn vào bụi cây gần đó. Tên côn đồ ngỡ rằng cô đã chạy xuống núi nên vội vã đuổi theo. Đêm tối, gió lớn, Tiểu Diễm kiên trì ngồi im một hồi lâu. Chính nhờ thân hình nhỏ bé đã cứu cô một mạng. Để sống sót, cô gái liều mạng lao xuống chân núi. Tiểu Diễm may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và lập tức đi báo án. Cảnh sát yêu cầu cô mô tả ngoại hình và giọng nói của hung thủ. Theo lời khai của nạn nhân, cảnh sát đã phác họa một bức chân dung mô phỏng nghi phạm. Đáng tiếc là bởi vì trời lúc đó khá tối, cùng với việc sợ hãi quá mức, Tiểu Diễm miêu tả có chút khó khăn. Giữa chân dung mô phỏng và người thật có sự khác biệt nhất định. Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra 7.000 người khả nghi, tập trung vào nhân sự của hệ thống đường sắt, nhưng kết quả không mấy khả quan. Có vẻ như tên nghi phạm này hoàn toàn không phải nhân viên đường sắt, đó chỉ là một sự ngụy trang vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng là có nhân chứng, nhưng vụ án vẫn không thể giải quyết. Cục trưởng Cục Cảnh sát rất nóng lòng và yêu cầu lực lượng đặc nhiệm phải xử lý vụ việc triệt để ở trong thời hạn quy định. Giữa biển người bao la, tên tội phạm có thể ẩn náu ở đâu? Lực lượng đặc nhiệm lúc này đang phải chịu áp lực rất lớn, giống như đang ngồi trên chảo lửa. Trong lúc bế tắc, ngày 8 tháng 5 năm 2001, Tiểu Diễm bất ngờ chạy đến đồn cảnh sát khai rằng bắt gặp hung thủ đang mua sắm trên phố. Thông tin này là chiếc chìa khóa hữu ích giúp mở được toàn bộ chuyên án. Được biết, sau lần bị cưỡng hiếp suýt chết, Tiểu Diễm vô cùng căm phẫn và mong muốn trả thù bằng được tên tội đồ. Cô đã lang thang trên khắp các con đường với hy vọng vạch mặt hắn để đòi lại công bằng cho mình. Đô Quân là một thành phố nhỏ với dân số chỉ khoảng 100.000 người và Tiểu Diễm có niềm tin rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại tên dâm loạn này. Quả thật, ông trời không phụ lòng người. Vào buổi sáng ngày 8, tại khu chợ Sầm Uất, Tiểu Diễm bất ngờ chạm trán với hắn ta. Lúc này, hung thủ đang thong thả đi dạo cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tiểu Diễm rất thông minh, cô lặng lẽ đi theo. Sau khi thấy họ cố định trên bàn ăn trong một nhà hàng, Tiểu Diễm lập tức chạy đến đồn cảnh sát cách đó vài trăm mét để trình báo sự việc. Cảnh sát vội vã đến địa chỉ được cung cấp. Nhìn thấy cảnh sát đứng trước mặt, nghi phạm chân tay run lẩy bẩy. Viên cảnh sát ra lệnh cho hắn đi theo về đồn để điều tra. Tên nghi phạm nhanh chóng bỏ chạy nhưng bất thành vì tất cả khu vực nhà hàng đã bị bao vây. Thấy không thể trốn thoát, hắn ta với lấy con dao trên bàn uy hiếp một thực khách. Cảnh sát đã không chịu thua mà bắt lấy hai người đi chung, đoán là vợ con hắn. Trong nháy mắt, nghi phạm nhìn thấy vợ con đang hoảng sợ nên từ bỏ việc chống cự và chấp thuận cùng đi về đồn. Trước khi đi, hắn ta còn đinh ninh tuyên bố với vợ rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Người vợ cũng tin điều đó nên đã la hét ầm ĩ. Trong quá trình thẩm vấn, tên nghi phạm có thái độ chống đối điều tra. Hắn ta xưng là Quách Long Hải và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ án. Một điều khá bất ngờ là Long Hải đã từng có tiền án về tội hiếp dâm. Bị tra hỏi, Quách Long Hải nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, lúc đó tôi còn trẻ và thiếu hiểu biết. Nhưng hiện tại, tôi không hề làm gì sai quấy cả. Sao các người có thể dễ dàng buộc tội người khác chỉ dựa vào quá khứ như vậy?" Tiểu Diễm ngồi bên cạnh không thể chịu đựng nữa, chạy đến xin cảnh sát được đối chất trực tiếp với hắn ta. "Đồ khốn, người còn không thừa nhận sao? Cho dù có biến thành tro bụi, ta cũng có thể nhận ra ngươi." Tên Hải giả vờ không quen biết cô gái và cho rằng cô ta có vấn đề về thần kinh. Quá trình điều tra diễn ra liên tục mấy ngày liền nhưng nghi phạm vẫn cứng đầu không chịu nhận tội. Để bằng chứng thêm sức thuyết phục, cảnh sát đã đem mẫu tinh dịch tìm được trên người các nạn nhân để đối chiếu với DNA của Long Hải. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Quách Long Hải suy nghĩ hồi lâu, biết không thể nào nói dối thêm. Hắn ta thẳng thắn thừa nhận loạt án mạng này là do chính mình thực hiện. Câu nói đầu tiên của tên sát nhân Quách Long Hải là: "Trương Quân tự xưng mình là vĩ đại, nhưng ta không nghĩ vậy. Chúng là một băng đảng mà chỉ giết được 10 người, còn ta, đơn phương độc mã đã có thể xử lý 15 mạng. Trương Quân mà tên Hải nhắc đến ở đây chính là người được ví như tổng giám đốc của công ty chuyên giết người cướp của, gây hàng loạt vụ án rúng động những năm 1994, từng làm cả Trung Quốc khiếp sợ." Câu nói này khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng sốc nặng. Theo lời kể của tên sát nhân,
Ngoài 12 vụ án ở Nghi Châu và Đô Quân, hắn còn thực hiện 4 vụ giết người ở Liễu Châu, Độc Sơn, Tấn Giang, gây ra tổng cộng 16 vụ và giết chết 15 người. Quách Long Hải, sinh năm 1955 tại tỉnh Quảng Tây, trong một gia đình có truyền thống văn hóa lâu đời. Cha là Lão Quách, một cán bộ cách mạng kỳ cựu. Sau khi giải ngũ về làm việc trong ngành đường sắt, trái với những gì mà người cha thể hiện, Quách Long Hải tính tình xấu xa, từ nhỏ đã thường xuyên ra ngoài gây gổ, đánh nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn bỏ học và vào kho vũ khí để làm việc. Dưới sự sắp đặt của gia đình, Quách Long Hải kết hôn vào năm 1981 với một nữ công nhân hiền lành, tốt bụng và có con sau đó một năm. Trong thời gian vợ mang thai và sinh con, Quách Long Hải lâu ngày không giải quyết được nhu cầu nên sinh ra khó chịu. Hải lấy cớ rằng người vợ quá khô khan, không thể nào thỏa mãn dục vọng của mình nên đã đi ngoại tình. Quách Long Hải sau đó đem lòng yêu một hoa khôi nhà máy tên Tiểu Lương. Tiểu Lương trẻ trung, xinh đẹp, dáng vóc nuột nà quyến rũ, khiến Long Hải rất thèm muốn. Tiểu Lương tất nhiên từ chối vì hắn ta vốn dĩ đã có gia đình, lại còn nghèo khổ. Sau khi tỏ tình thất bại, Long Hải quyết định ra tay chiếm đoạt cô gái. Một đêm nọ, Quách Long Hải phát hiện Tiểu Lương rời khỏi ký túc xá, một mình đi đến ngọn đồi phía sau nhà máy, nơi giám đốc phân xưởng đang đợi cô. Nhìn thấy cảnh cả hai lăn lộn trên bãi cỏ, Quách Long Hải rất tức tối, chạy tới uy hiếp Tiểu Lương, nói sẽ đi bêu díu chuyện này. Vào thời điểm đó, vấn đề trinh tiết rất được coi trọng, nên Tiểu Lương sợ đến mức vội vàng quỳ xuống cầu xin hắn ta giữ bí mật. Quách Long Hải thừa dịp đòi quan hệ với cô gái không còn cách nào khác, phải nhắm mắt phục vụ hắn ta. Thế nhưng, tên Hải không hề giữ lời hứa. Trong cơn say, hắn ta đắc thắng kể cho một người bạn nghe về bí mật này. Không ngờ, người bạn thương xót Tiểu Lương nên lập tức báo cho văn phòng an ninh nhà máy rằng Quách Long Hải đã có gia đình và tán tỉnh phụ nữ chưa chồng. Đó cũng là vận rủi của Quách Long Hải. Hắn ta liền bị bộ phận an ninh bắt giữ. Quá trình tra hỏi, Tiểu Lương thừa nhận mình và giám đốc xưởng tuy có quan hệ không đúng mực, nhưng đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Còn về tên côn đồ Long Hải là hắn ta dùng bạo lực và lời lẽ đe dọa để buộc cô phải phục tùng. Thời điểm này, hiếp dâm được xem là một trong những trọng tội có thể bị xử bắn, hoặc nhẹ nhất là đi tù 10 năm. Quách Long Hải được giao cho Cục Cảnh sát xử lý. Thấy con trai bị bắt, gia đình Quách nhờ vào mối quan hệ để chạy án, nên may mắn thoát khỏi án tử. Tháng 10 năm đó, tòa án kết tội hắn ta 10 năm tù. Trong thời gian ngồi tù, Quách Long Hải có thái độ cải tạo rất tốt nên liên tục được giảm án. Vào năm 1990, chỉ sau 7 năm ngồi tù, Quách Long Hải được trả tự do sớm. Sau khi trở về nhà, công việc trước đây cũng không còn nữa. Hải cảm thấy vô cùng bất lực. May mắn thay, người vợ giản dị, thật thà mà Hải từng khinh bỉ vẫn không hề quay lưng với hắn. Quách Long Hải rất xấu hổ khi đối mặt với vợ con, xấu hổ khi gặp lại người thân, bạn bè. Để kiếm sống, hắn ta nhận làm thuê, sau đó bắt đầu kinh doanh nhỏ. Vợ con vẫn luôn âm thầm ủng hộ. Quách Long Hải vốn dĩ thông minh, một khi đã quyết tâm cố gắng thì sẽ làm được. Năm 1992, hắn ta được công ty nông nghiệp công thương thuê. Chỉ 2 năm sau đã được thăng chức phó tổng giám đốc vì thành tích xuất sắc. Thu nhập lúc này khá hậu hĩnh. Trong mắt người khác, Quách Long Hải đang đi đúng hướng, tích cực sửa chữa những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ và sống một cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên, dã tâm con người thì không thể nhìn thấy bên ngoài. Quách Long Hải từ lâu đã ôm một mối thù sâu đậm với Tiểu Lương và người bạn đã đưa mình vào cảnh tù tội. Hắn ta tự nhủ với lòng là sẽ có một ngày bắt họ phải trả giá đắt. Quách Long Hải mua một con dao sắc, tìm đến nhà máy để giải quyết Tiểu Lương và người bạn. Không ngờ, sau khi bị vạch trần, Tiểu Lương xấu hổ nên đã bỏ xứ đi từ lâu. Còn người bạn đó cũng đã nghỉ việc cách đây 5-6 năm và không ai biết anh ta đang ở đâu. Thấy không còn cơ hội báo thù nên hắn ta rất tức giận. Bí bách trong đầu, hắn sinh ra một suy nghĩ điên rồ cho rằng phụ nữ không phải là thứ tốt. Vào tháng 12 năm 1994, Quách Long Hải đi công tác ở Liễu Châu, Quảng Tây. Khi rời ga xe lửa vào lúc nửa đêm thì bất ngờ gặp một cô gái họ Tống. Hải nhận thấy cô gái này nhìn sơ qua rất giống Tiểu Lương nên tiến lại bắt chuyện. Thấy cô gái nói năng dâm đãng nên hắn tức giận, nghĩ đến việc đánh cô một trận. Hải lợi dụng đang có nhiều tiền
dụ nạn nhân đi theo đến ngọn đồi hoang vắng. Sau khi quan hệ tình dục, cô gái đòi thêm tiền. Em đã cùng anh leo núi mệt như vậy, sao còn tiếc mấy đồng bạc với em? Quách Long Hải thấy cô gái hết sức tham lam, đã đấm cô và bóp cổ cho đến chết. Lần đầu tiên giết người, hắn tỏ ra vô cùng bối rối. Ban đầu chỉ định đánh cho bất tỉnh, nhưng thật sự đã gây ra án mạng. Đứng trước cô gái nằm bất động, tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp. Hải vội vàng bỏ chạy xuống núi và sống ẩn dật những ngày sau đó. Tuy nhiên, hơn nửa năm trôi qua, cảnh sát đã không hề tìm đến. Tên sát nhân cảm thấy bình thường trở lại. Sau khi giết một người, mức độ biến chất của hung thủ không ngừng tăng lên. Không bao lâu sau, hắn lại tiếp tục giết một phụ nữ khác trong tiệm làm tóc ở Nghi Châu, Quảng Tây. Liên tiếp ba người nữa, nhưng không thấy dấu hiệu gì từ cảnh sát. Quách Long Hải trở nên táo bạo hơn và chỉ trong 6 năm, hắn đã giết chết 15 người. Tên cuồng sát còn phấn khích chia sẻ với cảnh sát về niềm vui sau mỗi lần giết người. Trải qua rất nhiều vụ án như vậy, tên sát nhân không hề có thái độ hối lỗi, thậm chí còn có ý định mở rộng quy mô và số lượng nạn nhân. Tên Hải giết người nhiều đến mức chỉ nhớ mặt ba người phụ nữ. Một người là nạn nhân đầu tiên, một người là Tiểu Diễm trốn thoát cuối cùng, người còn lại khá đặc biệt, Tiểu Ngôn. Quách Long Hải cho rằng đó chỉ là một trường hợp ngộ sát. Tiểu Ngôn, một cô gái chỉ mới 13 tuổi và mắc chứng tâm thần phân liệt. Một đêm nọ, khi gia đình không trông coi cẩn thận, Tiểu Ngôn chạy ra đường. Cô gái vô thức bắt chuyện với tất cả mọi người. Quách Long Hải đang tìm kiếm con mồi, tưởng rằng Tiểu Ngôn cũng là một cô gái trẻ nên đã dẫn cô lên núi. Quách Long Hải sau đó phát hiện Tiểu Ngôn nói năng không mạch lạc, đoán chắc cô gái có vấn đề về nhận thức nên không định ra tay. Quách Long Hải lúc đó tinh thần giằng co, cảm thấy cô gái này rất đáng thương, lại không phải là gái trẻ nên không cần thiết phải giết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô gái đó nhìn thấy bộ dạng của mình, nếu thả đi chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Bất chấp, Quách Long Hải cưỡng hiếp Tiểu Ngôn và giết chết cô. Sau khi con gái biến mất, cả gia đình đã tìm kiếm khắp nơi trong suốt một năm, tìm kiếm mọi ngóc ngách của Đô Quân và thậm chí treo thưởng lớn cho ai tìm ra, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả gì. Sau khi Quách Long Hải bị bắt, hắn ta đã dẫn cảnh sát đi nhận diện thi thể Tiểu Ngôn trong bụi rậm ở một góc đồi. Lúc này đã trải qua mấy năm, Tiểu Ngôn chỉ còn lại một đống xương. Các cảnh sát rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một người trong số họ thậm chí còn rơi nước mắt. Thật đáng thương, nạn nhân vẫn còn là một đứa trẻ, xương cốt vẫn còn chưa phát triển. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, Tòa án Nhân dân thành phố Đô Quân ra phán quyết. Quách Long Hải phạm tội cưỡng hiếp và giết rất nhiều người. Về bản cáo trạng này, tên sát nhân nói trước tòa rằng mình xứng đáng bị trừng trị và không hề kháng cáo. Tính từ thời điểm đầu tiên gây án, Hải đã gây ra 16 vụ hiếp dâm, làm 15 người chết. Giết người dưới vỏ bọc giám đốc Lịch Thiệp hoặc nhân viên đường sắt Lương Thiện. Trong phiên tòa xét xử kín, Hải bị kết án tử hình, thi hành án vào ngày 13 tháng 1 năm 2002. Vài giờ trước khi hành quyết, quản ngục hỏi Quách Long Hải mong muốn cuối cùng của hắn là gì. Quách Long Hải, người luôn tỏ ra cứng đầu và từ chối gặp mặt tất cả các thành viên trong gia đình, đã suy nghĩ một lúc. Đột nhiên, hắn ta bắt đầu khóc. Tôi muốn gặp vợ con tôi. Cô ấy đã luôn đối xử tốt với tôi. Tôi có lỗi với cô ấy và có lỗi với con trai của tôi. Được biết, trong cuộc thẩm vấn riêng với Cục trưởng Cục Cảnh sát, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm còn tuyên bố rằng nếu không bị bắt, sẽ tiếp tục trả thù. Hắn xưng là kẻ cuồng sát, tự nhận ghê gớm hơn bác sĩ sát nhân trong phim Sự im lặng của bầy cừu. Điều này cho thấy nếu như không phải vô tình để một nạn nhân của hắn trốn thoát, có lẽ tên sát nhân vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ có biết bao nhiêu cái chết oan uổng dưới tay của tên đồ tể cuồng dâm này. May mắn là sau tất cả, kẻ thù ác cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. Ngày 13 tháng 1 năm 2022, tại pháp trường, một hồi súng vang lên, nhiều người vỗ tay hoan hô và cười rất to. Duy nhất chỉ có người vợ hiền lành là òa khóc nức nở. Kẻ gây ra thảm án cuối cùng đã phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng của mình. Đáng trách cho Quách Long Hải có được một người vợ tốt mà không biết yêu thương, có cơ hội mà không biết nhìn nhận. Sai lầm nối tiếp sai lầm đã đẩy hắn vào đường cùng của tội ác. Chỉ vì bản tính háo sắc mà tên sát nhân đã gieo rắc biết bao nhiêu cái chết oan nghiệt cho những người phụ nữ vô tội. Chuyên án lần này cũng cho thấy kẽ hở của luật pháp Trung Quốc. Giá như hung thủ được đưa ra ánh sáng sớm hơn thì đã không có chuyện
nhiều người trẻ bỏ mạng giữa rừng núi hoang vu thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu bạn có bất kỳ vụ án nào khác muốn tụi mình tìm hiểu thì đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần bình luận để chúng ta cùng tiếp tục trao đổi về những vụ án hấp dẫn hơn nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để nhận được thông báo về những kỳ án có thật trên thế giới nhé.